Hello my friend, welcome to my channel Baby Gaming. Let's play some game with me today. First of all, let's get ready to jump. Rồi, trò chơi bắt đầu rồi. New Year's bloopers. Misty đang làm gì đây? Misty ném một cái rìu. Wow. Misty tập tạ. I'm going to become a pro gamer. Bà muốn làm pro gamer. Absolutely not. Lock that virus-ridden PC immediately. Okay, mình đã thấy cái giật bì. Rồi Misty nêu laptop. Okay. Giờ đi đâu trước đây? Mình cần một sự gợi ý. Mình không quên rồi. Lock Misty out. Okay. Đi lên lầu trước đi. Lên lầu cho phòng ngủ nè. Wow, cửa giờ có treo cái hình ở đây nữa nè. Lấy gói nè, rồi lấy gì nữa không? Mở cửa. Bên đây có gì không? Không có gì hết. Đây. Cái gói này là che khuất tầm nhìn của mình quá. Rồi. Qua đây. Mở phòng này ra. Không có gì. Rồi, phòng này. Rồi, ok. Mình đi xuống dưới nha. Cho cái ý đi. Cái ý không có giúp ích được gì nhiều. Thôi mình đi ra ngoài. Oh no. She gets me. Go. Wow, mình xúc. May quá. Misty đã. Rồi, đẩy cái này ở đây. Đẩy gói đâu. Oh no, Misty nó chạy ra ngoài đây nè bạn ơi. Nguy hiểm quá. Rồi, đẩy cái gói ở đây. Wow, sao mình không đẩy gói được nhỉ? Đẩy gói. Yeah, đẩy gói đi rồi. Rồi, lấy cái USB nè. Rồi. Đây, cái USB đây. Got it. Grab it. Sao không lấy được nhỉ? Cho mình thấy nha. Rồi, lấy được rồi. Rồi, đi thôi. Đi vào đường này luôn cho nhanh. Nhảy. Mở cửa nè. Rồi, nhảy luôn. Giờ đi đâu đây? Đi vào phòng mà có. Wow, Misty here. Go. Bà lại đuổi theo mình nữa rồi. Ở đây không có cái laptop. Đây, laptop đây. Wow, có cái chìa khóa nữa rồi. Làm sao để mở được chìa khóa này? Special toilet, toilet special. Phải làm toilet nữa. Rồi, đi lên. Lên nhà vệ sinh thôi. Wow. Oh no, bị bắt rồi. Brain fail rồi. Ok, next game. Talking time gone wrong. Choose a character now. Santa Tom. Skater Angela. Ok, let's go. Sure. Let's go. Con S và S UK. Con gọi Starcom. Con lấy cô. Con lấy con Neon. Thu thập những cái đèn này. Con lấy tham gia event đấu thử. Nhảy. Nè. Con khá là nhanh đó. Con lấy Neon. Con lấy cô. Con lấy cô lâu quay. Con gọi Starcom. Kết xem. Rồi, số. Số. Cái sai. Qua trái. Nhảy lên. Collect nha. Collect magnet. Collect qua.
qua mới rồi, city rồi. Tránh những chiếc xe đang đau rồi các bạn nè. Đường phố khá là đông đúc, xe khá là nhiều. Xe buýt nè, xe con nè, xe taxi nè. Mấy toa này giống như xe tàu lửa nè. Tàu lửa chạy trên đường phố hả? Hay là xe buýt kiểu dài nè. Thôi Connect now, ok. 271.000 điểm rồi. Full quà, full hộp. Con collect thêm luôn. Wow, gặp boss rồi mẹ ơi. Nén rồi, cái nào đỏ thì nén cái đó. Rồi qua trái. Không phải. Qua trái. Cái bài này mới cười quá, nhìn vui. Rồi, qua trái. Rồi, máy bay à. Thì fly, mình cũng fly theo luôn. Ôi, wow, chém thua rồi. Rồi, ở giữa. Good. Yeah. Rồi, bạn sắp rớt rồi, còn cái nữa. Rồi, còn cái nữa. Yeah. Nhảy vô xuống rồi. Bay lên gương, 500 xu. Cứ chạy thôi. Wow, sorry. Nó hỗn độn rồi. Game over, mình phải ngớ không kịp. Sorry. Next game. Get the girl. Thôi, trò chơi giải cứu cô gái nè. Sao giải cứu bạn này được đây? Cho bạn nem xuống nè. Sao đây nhỉ? Wow, khó ha. Cho hai trái nè. Cho hai trái gặp nhau, ok. Ok rồi. Tâm lý level 65. Chơi tiếp theo. Rồi cho cục đá rớt xuống ông này nè. Yeah. Rồi cho cục này rớt xuống ông này. Good. Rồi cho hai bạn gặp nhau nè. Ok, không lý level. Lewis, let's go. 100 xu. Chơi class. Trò chơi khá là dễ. Tập thể dục ngón tay thôi. Lướt qua lướt lại thôi. Collect the slider as much as you can. Avoid obstacle away. We are blue now. Collect the key. Some. Avoid obstacle. Avoid jab on away. Cửa mở rồi. Yeah. Con kia khá là đông. Đây soft round. But I have my team leader. He's so strong. Yeah, win. Chiếm thành thôi. Để xem được bao nhiêu xu. 10.300 xu. Upgrade. Game tiếp theo, Blood Runner. Run nè. Rồi, chưa cần react đâu. Rồi, avoid obstacle, collect blood. Run away you go. Wow. Avoid obstacle, avoid check. Oh, unlucky. Try again. I will careful. Mình sẽ cẩn thận hơn. Collect diamond. Collect block. It was some. Collect diamond. Rồi, tránh xa quẹt ra. Quẹt sẽ khỏi mình hả bạn. Wow, còn chút xíu à. Rồi. Wow, cái kẹp mình lại hại quá. Yeah. Đấy, đừng cường hóa rồi. Yeah. Collect diamond. Oh boy. Tránh những dây cục lăng. Rồi, x mấy đây? Rồi, x5 thôi. X5. Oh, wow. Nhanh quá. Mình chưa kịp lựa chọn nữa. 183, viên kim cương. Next game. Game tiếp theo, Save City. Lựa chọn phương tiện phù hợp với địa hình này. Đi
máy đi bộ nè, máy đi bộ xịn sò luôn. Rồi xe chạy trên xe Prod nè. Rồi máy bay helicopter, Prod car. Rồi này máy đi bộ đi nhanh hơn bạn, đường thường này máy đi bộ đi nhanh hơn. Rồi helicopter lên, máy đi bộ đây xịn sò luôn, quá xịn luôn. Rồi lên, fly helicopter, tiếp tục là máy đi bộ, bộ đi nhanh đó. Helicopter lên, máy đi bộ. Rồi xe approach, approach car, finish level, finish level 170. Ok, next game Poland 2048. Rồi increase the number on a ball. S2SUK. Rồi 1632 2264 128 256 52 1024. Rồi công lý level không được 1028. Lost marker. Level complete, next game on ball. Choose a ball which you like. This, I choose this. Level 1, 2, 6, 7. Ok, collect ticket. Go. Wow. Rồi, jump. No. Not good. Not good. Try again. Rồi, nhảy nè. Good landing. Ok. Rồi lên. Có lên goal. Nhảy qua. Good. Yeah. Collect another ticket. Jump. Good. Choose a prize. Level complete. Level 1267. Ok, let's try now. Find the opponent. 3, 2, 1, go. Let's go. And my first play. Good. Rồi, checkpoint. Nhảy. Checkpoint. Mình đang ở vị trí dẫn đầu. Em first play. Tầm nhìn thôi, vượt qua dễ dàng. Rồi bò cua về trái nha, chiều trái chiều phải. Rồi khá dễ nè, đợt này map ray khá là dễ. Ok, next game, thank you.